Ly có 9 bánh cuộn nhân mứt. Mình sẽ viết xuống Ly có 9 bánh cuộn nhân mứt trong nhà của cô ấy. Cô ấy có nhiều hơn Dingane một cái. Mình nghĩ mình nói tên bạn đó như vậy. Số bánh cuộn nhân mứt mà Dingane có. Như vậy, đó là những gì chúng ta cần tính. Vì vậy, chúng ta phải tìm xem có bao nhiêu bánh cuộn nhân mứt mà Dingane có. Và sau đó, chúng ta đặt dấu hỏi của chúng ta. Bây giờ, tốt rồi. Nhìn vào bài toán chữ như thế này, mình sẽ nói Dingane có nhiều hơi ít hơn Lee. Nó nói cô ấy, cô ta, Lee có nhiều hơn Dingane 1. Như vậy, Lee sẽ có nhiều hơn. Và hơn bao nhiêu? Hơn 1. Dingane sẽ có ít hơn 1 so với Lee. Nếu Lee có nhiều hơn Dingane 1, thì Dingane sẽ có ít hơn 1 so với Lee. Như vậy, chúng ta sẽ có viết ít hơn 1 như thế nào? Chúng ta có thể trừ 1. Như vậy, nó ở đây. Đây là ít hơn 1. Ít hơn 1. Điều đó nói rằng Dingane có ít hơn 1 so với Lee. Như vậy, Dingane có bao nhiêu? Anh ta sẽ có 8 bánh cuộn nhân mứt. 8 bánh cuộn nhân mứt. Bây giờ, mình có thể vẽ số bánh của Lee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và chúng được cuộn lại. Bây giờ, mình sẽ nói so với Dingane, Dingane có ít hơn 1 so với Lee. Vậy ít hơn 1 so với Lee. Vậy mình sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hãy làm thêm một bài nữa. Được rồi, hãy làm thêm một bài nữa. Họ nói với chúng ta khối lượng của hộp nhỏ hơn ít hơn là 7 gram so với hộp lớn. Khối lượng của hộp nhỏ là 6 gram. Như vậy, họ nói với chúng ta hộp nhỏ nó có khối lượng là 6. Và chúng ta cần tính khối lượng của hộp lớn hơn là gì? Hộp lớn. Đây là những gì chúng ta cần tính. Như vậy, đây là dấu chấm hỏi. Bây giờ, như bài trước chúng ta đã làm là hộp lớn sẽ có khối lượng lớn hơn hay nhỏ hơn so với khối lượng hộp nhỏ. Chúng ta nên nhìn vào những gì họ nói với chúng ta. Họ nói với chúng ta rằng khối lượng của hộp nhỏ nhỏ hơn 7 gram so với hộp lớn. Vậy, hộp nhỏ ít hơn 7 gram so với hộp lớn. Và cách nói khác là hộp lớn thì nhiều hơn 7 gram so với hộp nhỏ. Vậy, nói cách khác, nhiều hơn 7 gram, hộp nhỏ là 6 gram cộng 7 gram. Nó sẽ bằng với khối lượng của hộp lớn. Như vậy, khối lượng của hộp lớn là bao nhiêu? 6 cộng 7 bằng 13. Và chúng ta đã làm xong.